Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. À, bên này, bên này. Bên này, bên này. Vào nhà này, vào nhà này. Ui. CG15 này. Định cho em bằng CG15 hả em ơi? Thanh lên này. Ok các bạn. Đây rồi này. Nữa hả? Xanh mộ nhà em ơi. Như vậy thì với cái bộ trang phục đó là bóng ma thiên hà thì kẹo đã có cho mình được mạng thứ hai rồi nha anh em ơi. Anh em thì ghê chưa, Scope X này. Đấy. Nãy giờ là kẹo chưa có trang bị này các bạn ơi. Anh em thấy là cái bộ trang phục bóng ma thiên hà nam này có ngầu không ạ? Qua phía này coi. Đó. Thì sẽ đổi qua đó là tiểu liên MP40 này. Và chúng ta sẽ lại có thêm được đạn tiểu liên. Quá là ổn rồi nha các bạn ơi nào. Cùng kẹo đi săn mạng nào anh em ơi. Let's go. Qua phía này thì coi. Và để coi nào anh em ơi. Ui. Cơ bản là với cái ba lô 1 thì mình không thể được quá là nhiều đồ đấy. Phía trên này thì kẹo không thấy ai đâu. Nên là chúng ta sẽ ở tạm đây một xíu nha anh em đây. MP40 này với lại Goza nữa. Một combo súng quá là ổn. Mình sẽ dùng cái hộp thông tin này coi. Như vậy là vòng mò tiếp theo chúng ta nên di chuyển qua phía cổng trời nhá. Ở đây có mỗi một cái con slam này, hơi bị sida xíu nhưng mà có xe chạy thì càng tốt anh em ơi. Ui, đậu xanh. Đậu xanh các bạn ơi làm gì vậy? Ui các bạn ơi. Các bạn làm gì vậy? Ui, các bạn làm mình sợ rồi đấy nhá. Ui. À, ngay trên này à? Ok ok. Ơ, không phải cái đầu à? Kẹo tưởng là cái đầu nó đấy cơ anh em ơi. Con máu có đá nhỉ? Gắt quá mà anh em. Ok ok bạn ơi. Hay bạn ơi. Có giỏi xuống đây bạn ơi. Nào. Xuống đây em ơi. Không chịu xuống cả. Wow để coi. Chạy đâu hả? Chạy đâu hả? Ui. Chạy đâu hả? Ui. Chơi dao cả. Thế đi ghê rồi, hẳn là chơi dao cả. Chơi dao thì kẹo thấy sợ bạn rồi đấy nhá. Ok anh em, let's go. Chắc là mình sẽ chạy tạm bằng xe máy anh em ơi. Đây. Quẩy thôi anh em. Và kẹo cùng với anh em sẽ lên trên phía cổng trời nha anh em. Ok, kẹo sẽ cố tốc một nha các bạn. Let's go đây rồi. Lên luôn phía trên này nhỉ, chứ ngại gì hả? Ngại gì mà không lên hả anh em? Ở đây vẫn đang còn nguyên cái nâng giáp cả. Thế lại ngon quá nhỉ. Kẹo ăn cái nâng giáp coi. Ok, giáp trắng rồi này, giáp 4.5 rồi này. Ổn chưa anh em ơi, ngon chưa? Lên xe máy và chúng ta sẽ lại tiếp tục lên phía cổng trầm mà thôi. Bởi vì là đây là hết người rồi nha mời. Có thấy ai đâu. Đây chạy lên theo phía đó là phía 150 độ nhá. Kẹo mới chỉ có được 3 kill. Trong khi đấy là đang còn lại 24 người chơi nữa cả. Đông ghê vậy anh em. Có lẽ là hơi gắt đấy nha anh em. Mình đang có là 6 túi máu này, khá là ổn này. À đây. Ôi bạn ơi xuống đây. Bạn đang xuống đây này. Xanh mộ nhé bạn. Ủa trên nhà có người đó hả? Hình như là trên nhà vẫn đang còn người anh em ơi. Đây à? Úi trời ơi, khủng long này à? Khủng long này à? Khủng long này. Trời ơi, khủng long định sơi mình các bạn ơi. Ok ok. Con khủng long láo lếu này định sơi mình hả? Sơi kẹo đâu có dễ đâu. Mặc dù là kẹo ngọt nhưng mà sơi đâu có dễ đâu anh em ơi. À ngay phía này. Có giỏi mày lên đây em ơi. Có giỏi mày lên đây em ơi. Nào. Chạy vào đây rồi cả. Ok ok đây. Anh chờ chú nhá. Nào. Qua đây rồi à. Chạy đi em ơi. Chạy qua đây. Chạy qua đây nào em ơi. Xem là ai xanh mộ chứ nhá. Đứng đấy à. Đứng đấy à. Đứng đấy à. Thanh niên đứng đấy mà ngon à. Ok ok. Đây kẹo sẽ ngồi đây và lút đồ cái đá anh em ơi.
Thằng này hết liệu rồi, không có liệu nha anh em. Xuống tầng 2 này. Ồ, nó vẫn đang ở đấy thôi anh em ơi. Với lại thì kẹo còn chưa có cả bông keo nữa cơ. Căng rồi nha, căng rồi nha. À, nó chạy, nó chạy. Nó chạy các bạn ơi, ok ok. Sao lại chạy vậy em ơi? Chú lại sợ anh à? Người bạn của chúng ta là chạy hơi nhanh đấy anh em ơi. Đây rồi, đây rồi. Ngay căn nhà phía dưới này. Làm gì vậy? Ui, đứng cạnh anh à? À, dám đứng cạnh bóng ma thiên hà cơ. Ok ok. Em ơi, có giỏi lên đây đi em ơi. Nó vẫn đang đứng đấy. Vì là kẹo không có bom keo cũng như là không có lựu đạn nên là hơi sợ nó thôi. Hey, vẫn đang đứng đấy cả. Chạy xuống liều vậy anh em ơi. Liều thì ăn nhiều nhá. Nó chạy đâu rồi anh em ơi? What the hell, thằng này nó chạy ra. Tưởng nó vẫn đang ở đây. Ủa ấy, ủa ấy. Gì vậy? Chạy gì mà nhanh vậy hả? Ôi, cơ bản là các bạn ấy chạy nhanh quá cơ anh em ơi. Thằng này lại còn bắn thùng dầu ở ngay phía dưới nữa vậy. Gắt à nha anh em. Ok ok đây. À đây rồi. À đây rồi. Ui. À đây rồi em ơi. Ui. À đây rồi em ơi. Từ đâu cơ? What the hell? Chỗ nào vậy? Chỗ nào vậy anh em ơi? Mình sẽ tranh thủ vào quần màu cái đã nhá. À đang chạy lên phía trên này. Ok. Có giỏi lên trên này này bạn ơi. Qua đây bạn ơi. Nào qua đây. Qua đây bạn ơi. Trời ơi. Một bạn nữa tính định xơi kẹo nha các bạn ơi. Mình cho các bạn là xơi kẹo đồng rồi nhá. Ok ok đây. Mình cho các bạn xơi kẹo đồng rồi nha. Để xem nào anh em ơi. Ui, 33 này. Quá là ổn rồi nha anh em ơi. Có 33 thì ngon rồi. Tất cả mọi cái trang bị thừa thì kẹo sẽ vứt ra ngoài nhá. Vì là kẹo không có sai mà. 7 túi máu này. Tầm đồ như này là ổn rồi. Bong keo có 2 quả bong keo nhá. À để coi là phía này có bong keo không nhỉ anh em ơi. Chắc là sẽ có đấy. Ui không có, không có. Thế kẹo sẽ cuốn máu cái đã nhỉ anh em. Đây cơ nào mọi người. Các bạn hãy cùng kẹo đi sa mạc này anh em ơi. Hiện tại thì kẹo còn chưa thấy thêm một ai nữa cả. Ây da, hôm nay thì đảo quân sự nó lại vắng quá cơ các bạn ơi. Hello anh em. Và kẹo sẽ cố tốt một nhá. Let's go. Không hiểu sao thì vắng quá nhỉ anh em. Ủa ơi, không thấy ai luôn cả. Chán ghê to anh em. Còn lại có 11 người chơi nữa mà thôi anh em ơi. Tôi chạy xuống dưới này nhưng mà cảm giác nó lại vắng VCH nhỉ. Wow, hello anh em. Chúc tất cả anh em xem live vui vẻ nhá. Ủa ơi, không có ai luôn cả. Chán có tao mọi người. Đây anh em, giới thiệu với anh em thì đây nó là cái bộ trang phục. Đây là bộ trang phục bóng ma thiên hà nha anh em. Anh em thấy ngầu chưa ạ? Hôm nay thì kẹo có nạp 200k vào và quay được cả hai bộ cơ. Bóng đêm, à đâu, bóng ma thiên hà nam và bóng ma thiên hà nữ nha mọi người. Tiếng đâu đó có một đứa gạ team up thì phải. Chắc là ở trên này à? Ăn lựu đạn không em ơi? Ăn lựu đạn không em ơi? Anh lại cho chú ăn no liệu bây giờ? Không có anh em ơi, không phải. Đậu xanh kẹo vừa nghe thấy là ở cạnh đây có một đứa cơ mà. Thế nó vừa gạ dao gạ chả thì phải. Đậu xanh. Bởi bây giờ nó chạy mất tiêu rồi. What the hell.
Xem ra là anh kiếm chú khó khăn quá nhỉ. Hay là nó ở nhà gà nhỉ anh em? Khả năng cao là vậy. Khả năng cao nó ở nhà gà anh em ơi. Đây đây. Kẹo đang lên trên rồi nhá. Ui. Không có à? Mất câu là mình ngồi rình rập nó anh em ơi. Phát hiện ra là nó không có nhà gà luôn. Đậu xanh buồn ghê cơ. Let's go nào mọi người. Còn lại 8 mạng nữa. Đây bây giờ còn lại có 7 mạng nữa thôi anh em ơi. Anh em nghĩ là cái phía này thì có ai không nhỉ anh em? Kẹo khá là nghi ngờ nhưng mà ở đây là có một cái chiếc xe quân đội nhá. Khả năng cao là sẽ có người ở đây. Ui. Thính lại còn ở ngay ngoài nữa cả. Gắt vậy các bạn ơi. Các bạn chơi lại gắt quá nhỉ. Chắc là mình sẽ tranh thủ mình ăn cái cơm nấm này coi. Ok ok. Ủa ơi. Bo tiếp theo sẽ thu tại đâu đây mọi người? Trận này thì đơn giản là kẹo thu thập được hơi bị ít bong kẹo nhá. À đây. Có người ở ngay chỗ này nha anh em ơi, let's go. Chạy đến và săn mạng luôn thôi nhỉ. Ui ui. Đâu vậy đâu vậy? Và nhau căng vậy hả mấy bạn? Đây. Kẹo qua với các bạn rồi đây. Hello, các bạn đâu rồi? Ui. Đậu xanh nè. Đậu xanh nè em ơi. Mày chạy với anh à? Ok. Xanh mộ nhà em. Tưởng gì cơ? Tưởng là có ai ở đâu cơ? Thì ra là ngay chỗ này à? Chỗ này thì easy nhé anh em. Không biết là nó có băng keo không nhỉ? Băng keo này, ok ok. Loot đồ thế đủ rồi anh em ơi. Ngồi tạm đây nhé. Ui. Shotgun mini hết đạn rồi nên là kẹo sẽ vứt luôn nha. Ui. Tiếng gạ dao gạ chảo này. À đây rồi. Với lại có một đứa ở ngay phía sau này nữa này. Gắt quá nhỉ anh em. Ok ok. Một đứa gạ chảo ở ngay phía trước này. Ok ok. Ui. UAV quét qua và mình đã thấy được là có hai vị trí rồi nhá. Anh biết vị trí của các chú cả rồi. Ui. Một đứa chết vì mình của mình gái. Số nhỏ số nhỏ. Ơ. Đậu xanh. What the hell. Nó vẫn đang cố gắng gạ dao gạ chảo anh em ơi. Bạn ơi đừng có gạ dao gạ chảo với kẹo nhá. Không kẹo bắn cho các bạn xanh mộ bây giờ. Kẹo lại bắn cho các bạn không chật phát nào chứ. Hẳn là không chật phát nào luôn. Ơ. Ngồi canh một xíu nữa anh em ơi. Bây giờ đã đến lúc là chúng ta cần ngồi canh rồi anh em ơi. Bởi vì là ok ok. Có đây một xíu này. Kẹo có 3 quả lựu đạn cơ mà anh em. Câu lựu lên cho vui nhỉ anh em ơi. Câu lựu lên cho vui này. Ui. Không trúng quả lựu nào luôn. Gắt à nha. Cái này hơi gắt các bạn ơi. Ui thằng nào có cả phóng lựu cả. Ui. Chúng ta chơi cả phóng lựu nữa anh em ơi. Hơi gắt rồi. Gắt quá rồi anh em ơi. Nhà gỗ phía trước là có người nhá. Đậu xanh. Mình chạy qua cho nó thấy mình xanh mộ luôn đấy anh em. Đây rồi, ui, đậu xanh đây rồi. Ôi bạn ơi, đừng. Đừng như vậy bạn ơi, đừng như vậy. Ui, đừng như vậy, ui, đậu xanh gắt vậy. Đậu xanh gắt vậy, ui. Đậu xanh gắt vậy. Ok ok. Mày tính chơi với kẹo cả. Đây còn mà có đã anh em ơi. Gắt quá ai chơi hả anh em ơi. Gắt quá ai chơi hả anh em ơi. Gắt quá nhỉ. Ui. Mấy bạn này. Là mình cảm giác căng thẳng ghê vậy. Ui. Như kiểu là mấy ông ấy đá lai mình vậy. Gắt thật anh em ơi. Let's go let's go. Hai mạng cuối nữa là top 1 rồi anh em ơi. Chạy nhanh. Chạy nhanh vào luôn nhé. Kẹo lúc nãy là còn là chưa kịp lút đồ nữa cơ.
Có vẻ trận này hơi căng nha. Xem là Bo sẽ thu tại đâu mọi người ơi. Gắt quá, chơi như này sao chơi. Bo thử phía ngoài này anh em ơi. Đây, kẹo sẽ qua cái phía hàng rào trước nha mọi người. Đây đây. Đứng tạm ở đây là ổn nhá. Ui. Có đứa nào đã ra trụ điện chưa vậy? Chắc là chưa. Mình có nên chạy qua trước không nhỉ anh em? Chạy qua trước bây giờ là hơi bị sợ cho nó nhá. Không sao, mình ở đây là cũng khá là gần bo rồi nhá anh em. Chờ cho nó chạy bo thôi mọi người ơi, đây. Bo đang rất là nhỏ rồi nha anh em ơi, đây đây. Anh em đã nhìn kỹ chưa? Ok ok. Cố kiếm top 1 nhé anh em. Gắt thật, căng thật, để coi. Để coi nào, ui. Bo đang thu lại rồi anh em ơi. Đây, kẹo chuẩn bị chạy thôi. Đây các bạn ơi, làm gì nhau? Làm gì nhau hả anh em? Kẹo còn máu cái đã nhá. Phía dưới có ngay một đứa. Ủa đứng đâu vậy? Bạn kia đứng ngay bo sấy cả. Đây à, đây à. Đây à, đây à. Ui, đây à. Ui, đây à, đây à. Ok, xanh mộ nha. Thật của đâu ra đây em ơi. Ra đây em ơi, ra đây em ơi. Ui. Ok, nhân giống nhá. Trời ơi, quẩy thôi, tuyệt vời. Các bạn tuổi gì với kẹo? Tuổi gì với cái bộ trang phục mới này? Bóng ma thiên Hà Nam. Quẩy nào anh em. Yes, vật kẹo đã được top 1 rồi anh em ơi. Top 1 với 13 kill nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.